Mời quý vị tiếp tục điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày mới thông qua các trang báo. Trước hết là thông tin liên quan lĩnh vực an ninh năng lượng. Thưa quý vị, trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, dự báo vào mùa hè năm 2023, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt hơn, có thể gây quá tải cục bộ cho hệ thống điện, làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố mất điện diện rộng khi công suất thiếu hụt lớn nhất ước tính lên tới khoảng 1.600 đến 4.900 MW. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cũng cho biết không chỉ miền Bắc mà miền Nam cũng có nguy cơ thiếu điện do nước ở các hồ đang khô cạn. Nhưng miền Bắc căng thẳng hơn do các hồ lớn trong hệ thống sông Đà thiếu nước trầm trọng hơn. Theo báo Tuổi Trẻ, EVN đã dùng từ tình trạng khẩn cấp để nói về những khó khăn trong vận hành hệ thống, đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô. Và trong các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện được đưa ra, EVN cho biết sẽ tiếp tục huy động tối ưu các nguồn thủy điện, kết hợp tăng cường truyền tải tối đa từ miền Trung ra Bắc. Ngoài ra, EVN sẽ đàm phán để tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào. Tuy nhiên, để làm được điều đó, EVN đề nghị Bộ Công Thương cần sớm có cuộc họp với các tập đoàn năng lượng để bàn giải pháp khẩn cấp hỗ trợ EVN, đảm bảo cung cấp khí, cấp than ổn định, ưu tiên cho phát điện, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá điện với dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Báo Vietnamnet đưa một thông tin đáng quan tâm, đó là theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội là cá nhân hay tổ chức phải thực hiện việc định danh áp dụng cho cả mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube, TikTok. Quy định này sẽ triển khai ngay trong năm 2023 nhằm ngăn chặn các đối tượng lợi dụng công nghệ để phạm tội trên không gian mạng. Liên quan đến nội dung này, báo Vietnamnet đã liên hệ các mạng xã hội để tìm hiểu. Liên hệ với TikTok tại Việt Nam về quy định tất cả chủ tài khoản mạng xã hội là cá nhân hay tổ chức phải thực hiện việc định danh. Báo Vietnamnet nhận được câu trả lời là mạng xã hội này sẽ tuân thủ nghiêm túc quy định pháp lý. Trong khi đó, phía Google không đưa ra bình luận gì vì đây là vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng. Riêng với mạng xã hội Facebook, Vietnamnet đã gửi câu hỏi và đang chờ phản hồi về việc yêu cầu định danh tài khoản người dùng. Qua ghi nhận của báo Vietnamnet, đa số người dùng đều ủng hộ việc yêu cầu định danh tất cả chủ tài khoản Facebook, TikTok và YouTube, nhưng vẫn còn đó nỗi lo làm sao dẹp được vấn nạn tài khoản ảo trên các nền tảng này. Các chuyên gia cho rằng, dù khó nhưng cần có giải pháp để hạn chế tối đa tình trạng trên, bởi khi đã có khung pháp lý rõ ràng, sẽ có tính răn đe với các tổ chức cá nhân vi phạm. Báo Thanh Niên đưa tin sau tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới vì dịch COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu. Nhiều chuyên gia y tế tại Việt Nam đã có khuyến cáo về phòng chống dịch thời gian tới. Theo nhận định của tiến sĩ Angela Brass, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, đây không phải là lúc chúng ta nghỉ ngơi vì số ca mắc vẫn tăng, vẫn có ca bệnh cần chăm sóc đặc biệt và vẫn có tử vong. Vì thế, dù miễn dịch trong cộng đồng do mắc phải và tiêm vaccine cao, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác và có biện pháp thích hợp. Đề cập đến tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới về dịch COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới không có nghĩa là COVID-19 đã chấm dứt và người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ 2K, khẩu trang, khử khuẩn, vaccine và các biện pháp khác. Mỗi cá nhân cần chủ động bảo vệ mình cũng là bảo vệ người xung quanh và cộng đồng. Gần 370.000 người rút bảo hiểm xã hội trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 20% so với cùng kỳ, là thực trạng đáng quan ngại, được Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hồng Sơn thông tin tại phiên họp toàn thể của Ủy ban xã hội ngày 8 tháng 5. Đưa tin về nội dung này, báo VN Express cho biết tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần ngoài nguyên nhân kinh tế khó khăn, còn do văn hóa nếp sống đặc trưng vùng miền. Đồng thời, một số người có tâm lý e ngại trước thông tin sửa đổi quy định rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ cho rút không quá 50% tổng thời gian đóng. Theo báo VN Express, hiện nay cần tăng cường tuyên truyền để người lao động thấy rõ thiệt hại khi rút bảo hiểm một lần. Ngoài ra, các cơ quan liên quan đánh giá tác động và có chính sách hỗ trợ đảm bảo an ninh thu nhập cho lao động trong trường hợp cần thiết. Năm 2015, khi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, Điều 60 quy định, người lao động không được hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau nghỉ việc mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian chấm dứt hợp đồng, lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn việc làm và cộng dồn số năm đóng nếu người đó tiếp tục đi làm trong doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Quy định trên đã khiến nhiều công nhân phản ứng ngừng việc tập thể. Quốc hội sau đó phải sửa đổi quy định theo hướng để người lao động tự chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu để đóng tiếp nếu có điều kiện.